Chương trình ngày mới hôm nay mời quý vị thư giãn với một không gian yên bình trong sự hoài niệm. Không gian này cũng cho chúng ta suy ngẫm về phương cách sống biết trân trọng giá trị xưa cũ để thêm trách nhiệm xây dựng hiện tại. Không gian đó ở đâu chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua phóng sự sau đây quý vị nhé. Dù nằm trong con hẻm trên đường Trương Công Định, thành phố Vũng Tàu, cà phê Nét Xưa vẫn có nhiều khách tìm đến, nhất là với những khách thích dòng nhạc cổ điển qua loại máy nghe nhạc xưa cũ. Chủ quán cà phê, ông Võ Văn Hùng hiện có hơn 50 máy nghe nhạc hiệu AK của Nhật, Mỹ, Đức, Na Uy. Tủ nhạc với 800 loại băng cối, đĩa than từ thập kỷ 70 cùng gần 300 đồng hồ cổ. Vì vậy, Nét Xưa như một bảo tàng thu nhỏ trưng bày các loại đồ cổ. Về cái đam mê lớn nhất của mình á, cả đời người mình có thể nói về là nhạc, nhạc xưa. Nhạc xưa thì trong đó cái điểm nổi bật nhất của mình á, là phải tìm những cái máy cối, cái băng cối, những cái thương hiệu nổi tiếng ngày xưa như là Akai, Tích, Pioneer. Và cho tới hôm nay đó, cái niềm đam mê trong máu vẫn sôi sục. Nói chung là những cái đường có nét, đường nét xưa là mình sẽ tìm hiểu và cố gắng sưu tầm đó. Vừa pha chế, vừa đón khách, vừa vô xích ốp dàn nhạc, vừa pha trà, vừa pha nước uống, tất cả tất tần tật là một mình một. Thì trong suốt cái quá trình mình đam mê, mình chia sẻ với khách thì có một điện thoại, trời, có cái món đồ xưa kia, có những cặp loa hay, có những Akai kia ở Sài Gòn kia. 11 giờ khách vừa ra, mình đóng cửa cái rụp là một mình bay về Sài Gòn liền, đi qua tàu quận đồng cho nhanh, để kịp, để thôi thì mất người ta lấy mất sao, sưu tầm mất sao. Đến đó thì mai vẫn còn đó. Được rồi, ôm cái máy, ôm cặp loa. Tổ thời đó nghe, nó đam mê đến nỗi mà cái lo nó nặng chình dịch nè. Mà từ cầu bến cầu cảng ở Bạch Đằng đó, vinh trên vai mà giác xuống tàu á, không, để tôi yên. Tôi không nhờ ai, không thuê ai, tôi giác chạy xuống tàu để yên đó, từng cái chuyển xuống tàu, cái nhầm về. Khi máy mà đây hư, mình phải ôm máy như người con của mình nó bị bệnh gì đó. Ôm máy phải mua vé xe cho một ghế cái bên mình, đặt trên ngồi cái bên mình đó. Về Sài Gòn, từ đó ôm đến nhà canh bạn đó để mà mở máy tại chỗ, xong rồi mình mới ôm đi về, chứ không để máy lại đâu. Đam mê làm sao mở, từ cách công thức mở máy, mở kia lắp ráp lại và nhìn từng cái mũi hàng của anh vô máy và thay vô, mình thấy rất là ưng ý rồi. Về máy ok, chạy tốt. Chạy giờ thôi, còn khi nhìn hai lỗ này, hai bên này, khi một bên chạy giờ, một bên chạy bên gõ. Chúng ta sẽ thấy nó có, nhìn ta biết đồng hồ có bao nhiêu ổ, mình nhìn cái lỗ trước mặt cái mặt đồng hồ đó sẽ có hai lỗ đó là để mình đưa cái chìa khóa vô mình lên dây. Nên có hai ổ thì mình phải hiểu phải có một ổ dự thiều để lên cho máy nó chạy đó, một ổ. Còn ổ thứ hai là để gõ theo số giờ, gõ cái bông một tiếng là một giờ, hai giờ gõ hai tiếng thì lúc ngủ hay lúc làm việc thì nghe tiếng đờn là biết đang ở khoảng nào, và nghe tiếng gõ biết thời gian ở điểm nào. Cái ngày xưa đã bố trí cái công năng cho đồng hồ mình trong tự giấc ngủ, đi làm việc, hang côn, mình biết được giờ giấc. Đam mê với việc sưu tầm đồ cổ từ khi còn rất trẻ, nay ông Hùng bước qua tuổi 60, niềm đam mê ấy vẫn nguyên vẹn. Và đam mê này đã được Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam xác lập. Cà phê Nét Xưa lưu giữ nhiều nhất những thiết bị xưa cũ tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đây là vừa được nghe nhạc này, lại vừa được ngắm những cái đồ vật cổ. Đây là bác chủ quán là sưu tầm được rất là nhiều những cái đồ cổ, và mỗi một cái đồ vật này thì nó lại mang một cái nét đặc trưng riêng, cho nên là vừa nghe nhạc vừa được thả hồn theo những cái để ngắm những cái đồ vật này thì cảm thấy rất là thoải mái, rất là thư giãn. Chị lại thích những cái quán cà phê giống như kiểu bây giờ này, tại vì là nó gợi cho mình nhớ lại nhiều những cái mà giống như kiểu cổ xưa ấy. Mà tại vì ở đây thì thực ra là đơn giản, nó có thể là được nghe tiếng đồng hồ, nghe nó tích tắc tích tắc này, mình cũng cảm thấy được sống lại, mình cũng cảm thấy rất là thích ấy, cảm thấy được thư giãn ấy. Nét Xưa mỗi ngày mở cửa không chỉ để kinh doanh mà để cho những người cùng chung sở thích, đam mê, giao lưu gắn kết và tận hưởng không gian hoài niệm, cũng là để thêm trân trọng lưu giữ những dấu xưa.